quý vị, sáng nay Đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15, đơn vị thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo luật thi đua khen thưởng sửa đổi. Dự thảo luật này dự kiến sẽ được trình tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 sắp tới. Dự thảo luật thi đua khen thưởng sửa đổi lần này có 8 chương với 98 điều, giảm 5 điều so với luật hiện hành. Có 3 điểm đổi mới hoàn toàn được đưa vào dự thảo luật là điều thứ 26 quy định về tiêu chuẩn, danh hiệu xã tiêu biểu, phường, thị trấn tiêu biểu. Điều 55 quy định về hình thức khen thưởng, huy chương thanh niên xung phong tiêu biểu, vẻ vang và điều 96 quy định về trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Bên cạnh việc góp ý vào các điều khoản, các ý kiến tại hội nghị đã làm rõ hơn mối quan hệ giữa thi đua khen thưởng nhằm tạo động lực phát triển phong trào thi đua. Đối tượng thi đua khen thưởng đặc biệt là ưu tiên đối tượng trực tiếp lao động sản xuất. Làm rõ thêm yếu tố tiêu chuẩn để nhận danh hiệu thi đua xã tiêu biểu, phường thị trấn tiêu biểu. Đại biểu đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu đưa thêm vào tiêu chuẩn các hình thức khen thưởng cấp nhà nước một số quy định có tính định lượng để khi luật được thông qua thì sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống, hạn chế các quy định cần văn bản hướng dẫn thi hành.